Chiều ngày 18 tháng 11, Vietinbank khu công nghiệp Hải Dương đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận các hình thức khen thưởng của nhà nước. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Thạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các ông bà đại diện các sở ban ngành tỉnh Hải Dương. Về phía Vietinbank có bà Trần Thu Huyền, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc khối nhân sự; ông Đoàn Mạnh Vinh, Giám đốc chi nhánh; các ông bà Giám đốc khối, trưởng phó các phòng ban trụ sở chính Vietinbank; các ông bà nguyên lãnh đạo và cán bộ chi nhánh cùng đông đảo khách hàng thân thiết của Vietinbank khu công nghiệp Hải Dương. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dương Thái biểu dương những thành tích, kết quả của Vietinbank khu công nghiệp Hải Dương đã đạt được trong 15 năm qua. Ông Thái mong muốn trong thời gian tới, Vietinbank khu công nghiệp Hải Dương tiếp tục phát huy các kết quả đạt được và làm tốt hơn nữa những nhiệm vụ đặt ra, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại buổi lễ, bà Trần Thu Huyền đã đánh giá cao những kết quả mà chi nhánh đã đạt được. Thay mặt Hội đồng Quản trị, ban lãnh đạo Vietinbank, bà Trần Thu Huyền đã gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã luôn quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho Vietinbank khu công nghiệp Hải Dương. Đồng thời, bà Trần Thu Huyền cũng gửi lời tri ân đến tất cả quý khách hàng, đối tác thân thiết đã luôn tin tưởng, đồng hành và hợp tác hiệu quả cùng Vietinbank khu công nghiệp Hải Dương trong suốt 15 năm qua. Với những kết quả và thành tích đạt được, Vietinbank khu công nghiệp Hải Dương đã vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng bằng khen. Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân của Vietinbank. Tại buổi lễ, ông Đoàn Mạnh Vinh, Giám đốc Vietinbank khu công nghiệp Hải Dương cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới mạnh mẽ, kiện toàn đội ngũ nhân sự, hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao hơn nữa năng lực và chất lượng phục vụ khách hàng. Cũng tại buổi lễ, bà Trần Thu Huyền đã trao tặng 3 xe ô tô cứu thương cùng các thiết bị y tế trong xe trị giá 3 tỷ đồng cho 3 trung tâm y tế các huyện thuộc tỉnh Hải Dương. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.